bạn cho rằng mình không thích bảo hiểm, tôi chắc rằng bạn cũng không thích đóng tiền học phí cho con. Nhưng bạn vẫn phải đóng vì bạn không mua khóa học mà cái bạn mua là kiến thức cho con. Bạn cho rằng tham gia bảo hiểm xui, thì một ngày nào đó bác sĩ hỏi bạn có bảo hiểm không? Bạn sẽ trả lời, hên quá bác sĩ ơi, tôi không có bảo hiểm. Hay xui quá bác sĩ ơi, tôi không có bảo hiểm. Bạn cho rằng tham gia bảo hiểm là lỗ, thì bạn hãy nói với con mình con à. À, mẹ rất yêu con và cam kết đảm bảo tài chính cho con có tương lai tốt đẹp, nhưng mẹ thấy việc cam kết đó lỗ quá. Hay là thôi con nhỉ? Bạn cho rằng tham gia bảo hiểm bị mất giá đồng tiền, thì tôi khuyên bạn đừng nên mua, để dành, đầu tư vào bất cứ thứ gì nữa. Mà cách duy nhất để tiền không mất giá là hãy xài hết số tiền bạn đang có cho đến đồng cuối cùng trong ngày. Bạn cho rằng bảo hiểm là lừa đảo, thì đó là cú lừa đáng giá nhất mà trong cuộc đời bạn nên có. Vì nếu bạn đủ điều kiện được bị lừa thì gia đình bạn và tất cả mọi người trong xã hội đều có lợi. Rất tiếc 200.000 người mắc bệnh ung thư mỗi năm muốn bị lừa mà không được. Bạn cho rằng phải hỏi ý kiến người khác khi tham gia bảo hiểm, thì bạn hãy hỏi họ, nếu bây giờ tôi cần gấp 1 tỷ thì bạn có lo cho tôi được không? Là cho chứ không phải cho vay đâu nhé. Bạn cho rằng mình không cần bảo hiểm, thì điều đó thật tuyệt vời. Có nghĩa rằng bạn đã có sẵn tài chính đủ để lo cho tất cả mọi việc và mọi biến cố trong tương lai rồi. Bạn cho rằng tham gia bảo hiểm là khó lấy tiền khi gặp bồi thường, điều đó thật tuyệt vời. Vì nếu dễ lấy tiền thì chắc tiền của bạn đã bị trục lợi sạch rồi. Tham gia bảo hiểm không có khó hoặc dễ, chỉ có đúng hoặc sai. Hãy tuân thủ đúng theo điều khoản của pháp luật và bảo hiểm quy định. Bạn cho rằng không cần phải chia sẻ bài viết này. Chính xác, nếu người thân và bạn bè của bạn đều đã hiểu và đã có bảo hiểm nhân thọ. Nếu bạn muốn tạo ra những video giới thiệu bảo hiểm như thế này chỉ với chi phí bằng một chai La Vi, thì hãy truy cập website www.aiclip.com nhé.